Chào các bạn, tên đây là chính là cây đào tớ và dưới đây này nó sẽ là ốc sên và tớ nói cho là một tầm mấy ốc sên. Đầu tiên ốc sên bố, ốc sên on, ốc sên em bé hết rồi ạ. Nhà tớ thì tớ ba ốc sên thôi ạ. Và tớ cho vào ốc sên ăn, bạn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy chưa, ốc sên này đấy đẹp không? Ốc sên ăn gì vậy? Ốc sên nó ăn các loại cỏ ạ. Nó thì ăn rau luôn, như nó ăn tất đồ giống, như nó ăn được mũi cốc nấu chín. Ngũ cốc nấu chín à? Đúng rồi các bạn ạ. Có rau luộc đúng không? Đúng rồi ạ. Không phải ạ. Đấy, đang bắt đầu ăn đúng Và không? tớ ăn này, tớ hay tắm cho bà ốc sên. Tắm cho bạn ốc sên này. Đúng rồi, các bạn ạ. Hay nhỉ, bạn ốc sên giỏi nhỉ. Bác bạn ơi, mẹ mẹ tiếp theo nói chuyện tiếp thôi nào. Bạn nói đi, bạn tôm nói đi. Và đây, tớ cho các bạn xem mấy cái ốc sên thân yêu này. Ốc sên on và ốc sên on và ốc sên em bé này. Bạn ơi, đây, ở chỗ nè. Đâu, ốc sên em bé đâu? Đây ạ, à, đây và đây. À, đây à? Đúng rồi các bạn ạ. Có hai bạn ốc sên bé đây à? Đúng rồi các bạn ạ. Hay nhờ. Đúng rồi các bạn ạ. Ngôi nhà của bạn ốc sên đẹp nhờ. Đây là ngôi nhà bạn ốc sên đấy các bạn ạ. Hôm nay bạn ốc sên là được được ăn Đúng súp lơ rồi các đón bạn đón ạ. Tết, ăn súp Vì lơ đúng vì đấy là giúp đỡ cháu vậy, nó giúp đỡ săn đó các bạn ạ. Bạn tôm có yêu bạn bạn ốc sên này không? Ông mà tớ rất thích ốc sên đấy các bạn ạ. Hay quá, bạn ốc sên đang ăn này. Nè. Đúng rồi các bạn ạ. Đó, đó, đó. Thích nhỉ, vui nhỉ. Đây, ốc sên đây, đây đây đây. Đây này, đây này, đây này. Đây này, đây này. Đây này, đây này. Đây đây, đây đây. 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 Hai bạn ốc sên ở trong nhà. Tớ chưa bao giờ nhấc ốc sên on đâu. Và tớ là nè, tớ là người đầu tiên tớ nhấc ốc sên to đấy các bạn ạ. Là ốc sên bố. Các bạn thấy ốc sên bố ăn ăn chưa? Chắc là các bạn thấy rồi. Con nhắn đến bạn Hải Nam với bạn gì không? Con Bạn tỏ chưa tất cả. Các con bạn tháp vào bạn Nam mình nhìn thấy chưa? tóc bạn Hải Nam thấy chưa hả? Con có mời bạn tóc Hải Nam Đây sang nhà đây mình đây chưa? đây 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 này. Đây này đây này. Nhẹ thôi không, bạn ấy đang ăn con. Mua Bạn mặt lại tế sẽ mua mặt đây to bác bạn ơi. từ từ bạn ấy lại tiếp tục ăn này. Hay quá nhỉ. Tiếp. Đâu đâu. Đây thứ nhất cho các bạn mà xem ở đây này. Bạn ốc sên này lại tiếp tục ăn rồi này. Ăn ngon lành chưa? Các bạn ơi nhìn này, ốc sên này. Đây.
Nhưng mình giận nó. Nó bật hết rồi. Nhìn Upsen đang chiều này, bye bye bye. Upsen ở ngoài rất đi chậm. Nó tao chấp nhờ một giấy để cho nó chạy nha, để cho nó di chuyển nhanh này, và nó tao tay chấp phần nữa để nó đi lên được giống như thế này này các bạn ơi. Được rồi. Các bạn muốn nhìn nó không? Đây này. Các bạn thấy rồi đúng không? Đây, dạng chơi đúng Upsen đây. Bắt bạn ạ. Upsen đã nhìn thấy không? Bạn Upsen này sắp ăn xong súp lơ đấy. Thôi tạm biệt mọi người đi con này. Tạm biệt các bạn nha. Đến đây là kết thúc rồi nhá. Bye nào các bạn nhá. Bye bye thế. Nào, khi nào các bạn bố mẹ bấm vào chương trình chỗ để chỗ nữ ý. Này là các bạn thấy nha các bạn ạ. Tạm biệt các bạn nhá. Ngày mai lại làm tiếp nhá.